Xin chào tất cả các anh các chú ạ. Hôm nay em có một ít cái hàng khởi của Fuji này. Em quay video lên đây, ai có nhu cầu mua hàng thì alo đặt hàng ủng hộ cho em nhé. Đây là số điện thoại đặt hàng này, 0975275636 ạ. Có ship COD toàn quốc, mọi người mua hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Đấy, cứ mở ra kiểm tra xem có đúng hàng như trên video em quảng cáo không, có bể vỡ gì không thì nhận hàng nhé. Đây em quay cận vào để cho mọi người có thể chụp lại màn hình để xem rõ thông số kỹ thuật của nó nhé. Cái này của Fuji nhá. Này em có tầm ít thôi. Chuyến này về được có ít thôi. Hàng đẹp, hàng cũ, hàng Nhật bãi nha. Hàng bãi cũ nhá. Của nó là 50A. Giá bán này em bán là 350.000 nhá. Coi của nó là 220V này. Đây nhá. Mình thử nhìn này. Từng con ốc các thứ của nó cũng còn rất là đẹp, không có gì xét gì nhá. Đây mặt sau của nó này. Mẫu này là của Fuji nhá. 50A thì em có Fuji, còn 80A thì nó có của Mitsu. Tất cả đều coi 220V hết nhá. 50A này thì là 350, còn nó 80A của Mitsu thì là 550 nhá. Mọi người ai có nhu cầu mua hàng thì alo đặt hàng ủng hộ em nhá. Bao là mua nhiều thì bên em sẽ miễn ship nhá. Còn nó mua lẻ một chiếc hai chiếc thì là sẽ ship Hà Nội 20.000, các tỉnh khác là 35.000 một đơn ạ. Mọi người nhận hàng thì vui lòng là mở hàng ra kiểm tra giúp em nhá. Đúng hàng như trên video thì nhận hàng này. Bạn nào muốn xem chi tiết rõ ràng hơn thì kết bạn cho em theo số điện thoại Zalo đây nhá. Đây là số điện thoại Zalo của em này. Rồi, xin chào tất cả mọi người ạ.